Như chúng tôi đã liên tục chia sẻ đến quý vị trong những số phát sóng của bản tin lần trước, à, thời gian này thì các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ đang bước vào mùa thu hoạch cam sành. Tuy nhiên, bà con nông dân đang phải đối mặt với cảnh trúng mùa mất giá. Giá cam tại vườn trước thê thảm do động từ 3.000 đồng cho đến 5.000 đồng một ký, thậm chí có vườn chỉ bán với mức giá là 1.000 đồng một ký, nhưng vẫn không bắt hết. Trước tình hình đây, một nhóm có hơn chục thành viên là các bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tập hợp cùng nhau liên hệ mua cam sành từ các nhà vườn không tiêu thụ được cam và kêu gọi giải cứu cam sành. Không giờ đêm, hơn 2 tấn cam sành Vĩnh Long cập bến tại hẻm 159 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Gần chục bạn trẻ đủ các độ tuổi, công việc đến từ nhiều quận trên địa bàn thành phố nhanh chóng truyền tay nhau khuôn vác chuyển cam xuống một điểm tập kết. Cam sành được thu gom trực tiếp từ tỉnh Vĩnh Long, nơi các nhà vườn hiện tại đang kêu cứu vì cam sành rất giá thê thảm. Cam sành được giải cứu với giá 10.000 đồng một kg. Sau hai ngày phát động chiến dịch giải cứu cam sành miền Tây, nhóm bạn trẻ này đã tiêu thụ được hơn 3,5 tấn cam.